những game thủ chuyên nghiệp đừng vội bỏ qua video này nhá. Bởi vì ở đây chúng tôi có Logitech G Pro X60. Bàn phím thì gọn gàng nhưng tính năng thì không làng nhàng. Từ con lăn điều chỉnh âm lượng này đến công tắc bật game mode, nút chuyển đổi chế độ kết nối 2.4GHz và Bluetooth, cổng USB-C để sạc pin, 3 chế độ kết nối Bluetooth cho 3 thiết bị. Nâng cấp mạnh mẽ nhất trên G Pro X60 chắc chắn là switch quang học, giảm tối đa độ trễ như switch cửa học trước đó. Gõ gì không thích, chứ gõ Space Bar này á thì đảm bảo là phải nhích. Keycap nhồi hẳn 2 miếng xốp cơ mà. Thời lượng pin là 65 giờ nên là đi học, đi làm hay đi chơi chỉ cần cất bàn phím vào case cứng cáp này, khỏi lo bụi bẩn hay là va đập. Giá đâu đó khoảng hơn 4 triệu, các bạn có mua không?